Đây là 5 đối tượng đến từ 3 tỉnh Long An, Cà Mau và Phú Yên đã cấu kết gây ra nhiều vụ trộm cắp vật tư, thiết bị điện tại các công trình công cộng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa cùng nhiều tỉnh thành khác. Hành vi các đối tượng này rất liều lĩnh. Công trình mà chưa đi vào bàn giao, các cái thiết bị này thì còn mới, nhưng mà các đối tượng qua điều tra thì các đối tượng sau khi trộm cắp xong là bán lấy tiền theo cái giá phế liệu, do vậy nó ảnh hưởng thiệt hại rất lớn. Hiện nay, mức phạt tù đối với các hành vi phá hủy các công trình điện rất lớn. Theo Điều 231 Bộ Luật Hình sự quy định, người phá hủy công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội thì bị phạt tù từ 3 đến 12 năm. Nếu thực hiện hành vi có tổ chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm tù chung thân. Thì cơ bản đến bây giờ thì bước đầu làm rõ, tuy nhiên là so với cái số lượng những cái vụ việc nó diễn ra trên địa bàn thì còn phải tiếp tục triển khai các biện pháp để mà điều tra làm rõ hơn, mở rộng để mà xác định cái phạm vi, cái mức độ tính chất cái hoạt động của số đối tượng này. Trước việc các trộm cắp điện cũng như trộm vật tư thiết bị điện xảy ra tại nhiều địa phương thời gian qua, các cơ quan chức năng khuyến cáo các đơn vị chủ quản cũng như người dân cần đề cao cảnh giác, tố giác tội phạm. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay thu mua cáp điện cho kẻ gian của các cơ sở thu mua phế liệu.